Hà Nội cho phép tổ chức lễ hội trong dịp Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022. Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hà Nội yêu cầu việc tổ chức các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đáng nhâm dần 2022 đúng quy định, đảm bảo phòng chống dịch. Ông Chu Ngọc Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã ký ban hành chỉ thị số 26 gạch chéo CT gạch ngang UBND, yêu cầu các cơ quan liên quan đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cho nhân dân đón xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm với phương châm mọi người, mọi nhà đều có Tết. Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng xuân mới nhâm dần 2022. Chủ tịch thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các cấp, các ngành liên quan tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao phong phú, lành mạnh, phù hợp với tập quán dân tộc đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của đông đảo nhân dân và khách du lịch. Đặc biệt, thành phố yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức các lễ hội đúng quy định, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Đối với Sở Y tế, lãnh đạo thành phố Hà Nội giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong thời gian giao mùa đông, xuân. Đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người, có phương án, kịch bản đáp ứng phòng chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, người đứng đầu thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế cần duy trì tổ chức, thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện, tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho đối tượng nghi ngờ, xây dựng phương án chăm lo cho bệnh nhân buộc phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết. Giao công an thành phố xây dựng các phương án, tổ chức lực lượng để đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội cho nhân dân vui tết bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm các địa điểm lễ hội vui chơi giải trí bộ tư lệnh thủ đô chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức việc bắn pháo hoa trong đêm giao thừa tết nguyên đáng khi được cấp có thẩm quyền cho phép theo đúng quy định ủy ban nhân dân các địa phương chịu trách nhiệm trước thành phố nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật các vụ việc nghiêm trọng đặc biệt là các vụ việc sản xuất buôn bán vận chuyển Tàng trữ, sử dụng pháo nổ hoặc ma túy, chứa kê nghiện trên địa bàn mình phụ trách. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!